cả hôm nay này có cô ghê cho là nắm cơm với ít nước tương thôi mà vẫn thấy ngon. Mày ăn nói chung là êm lắm. Em con gì lấy con nghe thầy nói hay bữa ăn có nắm sâu như cái ấy thầy nó đỡ ăn cơm của ba tánh là phải tuân theo con theo thầy nói con nhiều lắm rồi. Dạ, nói chung thì đúng rồi, cái điều đó là con tạc niệm trước. Dạ. Cái thật ra đi cái này là cái vấn đề tu hành này là chú thuật nó sẽ sinh ra, hàng ngày nó sinh ra chú thuật hay lắm, cho nên là chỉ cần niệm chú đó thôi là vượt qua được hết. Chú thuật hiện tại là bây giờ chú thuật của con chính là phải ăn cơm hay là phải trả lại bằng cái thân xác, là phải thanh lọc cái nhờ cái cơm đó đó mình thanh lọc cái dơ bẩn của mình từ trải qua. Với lại nghĩ là con cũng không có làm cái điều gì sai trái trên thế gian này, cũng mà chưa từng hại ai, hay là mình cũng chẳng có ý định xấu gì sai gì đến vấn đề sát mạng người á. Mạng người rất là nặng, biết quý trọng mạng người. Con cũng từng đi cúng dường những vị sư khổ hạnh rồi, lúc chưa tu á, thấy các vị sư thầy đi khổ hạnh là con cũng đi theo cúng dường họ rồi. Cũng ước nguyện là sau này mình chỉ là ước nguyện là ở trong hang núi thôi chứ không có dắt đi ra ngoài luôn á. Không ngờ bây giờ đi được, ngày hôm nay đi được khổ hạnh này thì sẽ trụ thôi. Mình trụ trong cái vấn đề khổ là sau này là mình sẽ được vấn đề hạnh phúc. Hạnh phúc đó là hạnh phúc Phật pháp. Ánh sáng từ bi sẽ soi sáng vô cái tâm của mình á, là lúc đó là sẽ hưởng lại được một cái từ bi thánh thiện. Chỉ cần như đó thôi chứ không cần gì nữa hết. Dạ, sư Minh Trí đang kiết hạ thầy chứ không đi. Dạ. Mấy hôm nay sư Minh Trí kiết hạ. Hiện tại là bây giờ hết kiết hạ rồi. Dạ. Mùa này là đâu còn kiết hạ nữa. Dạ. Mùa này đi được rồi chứ. Cũng nghe nói là thầy Minh Tuệ là cứ thêm 10 ngày nữa thầy đổi đi mà không biết sao. Dạ. Con cũng nghe nói mà. Bình tạng quá chịu nước. Bình tạng bị ốm. Dạ bị sốt xuất huyết mà giờ đỡ rồi. Bảy ngày bảy cái nước rồi. Dạ đúng rồi. Cái do thầy Bình Tạng ở thầy Bình Tạng thì tuổi lắm, thầy Bình Tạng là do cơ địa của thầy Bình Tạng thì hơi yếu. Dạ. Hôm nay cũng. Chúng tôi là chỉ ba mẹ đem cho thầy. Không đi bộ hành rồi mà. Ờ mấy lúc trước. À đợt trước. Thầy Bình Tạng bị ốm tuổi lớn mà. Thầy Bình Tạng là nghị lực thầy của thầy Bình Tạng rất là phi thường. Nghe nói cơ địa hơi yếu không thầy? Dạ thầy Bình Tạng thì cơ địa thầy đấy yếu lắm. Dạ. Để đi á, nói chung là thầy Bình Tạng mà đi á thì thầy đấy hay bị đau khớp rồi này kia. Rồi nghe cái đợt mình đau chân rồi á đi tới chỗ thầy Bình Tạng tới 3 giờ sáng. Dạ đúng rồi thầy. Thầy có thầy Trinh Trí nè, tới thầy giờ nào. Con tồn tại được tới bây giờ, thật ra đi chung với lại các thầy đấy là con cũng được cái là cũng sáng ý hơn. Có nghĩa là hôm nào mà đau quá là con bỏ cuộc luôn, con dừng lại luôn, không đi nữa, cho các thầy đấy đi đâu, không thì các thầy đấy đi thôi. Cho nên là sau này nói chung là cứ buổi sáng là mình mang dép, còn buổi chiều là mình đi chân đất. Đâu, buổi sáng là mình đi chân không chứ, chiều mình mang dép, cứ đảo qua đảo lại tiếp vậy đó. Dạ, mình phải biết lượng sức của mình thầy ha. Dạ, chứ không thể tham khổ được. Tội nhất là sư Minh Thiện á thầy. Dạ. Quá sức đó. Qua đời luôn. Qua đời luôn, tại vì quá ngày kiệt sức luôn. Ý chí thì quá mạnh nhưng mà sức khỏe không cho phép. Hiện tại bây giờ thì nếu mà đi ở ngoài thì trời nóng cỡ này cũng vẫn đi được. Dạ. Dạ, nên đi bữa nay chân đâu có còn lủng nữa đâu. Phải bằng chân nó chân bày thôi. Hồi bữa xưa Trương Chí cũng nói đi lâu nó cũng rác á thầy. Cũng đi, nó đi lâu quá nó chỉ rác thôi chứ. Rác. Dạ, sư Trương Chí nói rác ạ. Dạ, rác. Bữa lâu thì phòng á. Bây giờ thì nó sẽ rác. Nó rác thôi. Cứ mình đi lâu quá là nó rác. Đúng mà rồi. Đêm như vậy á qua ngày mai nó sẽ đỡ. Phải lướt qua nữa kìa. Dạ. Chủ yếu là chịu được cái nóng. Chứ còn hiện tại bây giờ đau cái nào là vượt qua hết rồi. Không gánh cả nước nữa, không ẩn cư gánh nước đi á. Gánh nước đi để cho cái lực đau của mình nó phải đau hơn nữa. Dạ. Vượt qua được cái nỗi đau đó thì nó trở về bình thường. Sư kiết già được lâu chưa ạ sư?
Dạ, ngồi được cũng có hôm thì ngồi được tiếng, có hôm thì ngồi được nửa tiếng. Dạ. Giờ nãy giờ nó đau, bắt đầu chuyển qua ngồi bán trà nè. Dạ. Cứ thể nó đau quá là mình đổi qua, còn nó không đau quá là mình lại ngồi tiếp trà tiếp. Thì mình cũng tập từ từ thôi sư ha. Dạ. Nói chung là bây giờ cũng chưa ngồi tiếp trà được lâu đâu, có thầy Minh Tạng với thầy Minh Trí á. Với thầy Chân Trí, mấy thầy đã ngồi tiếp trà lâu lắm. Chân Trí ngồi 14 tiếng rồi á thầy. Dạ. Ngồi trên cao không mày, Chân Trí ngồi cao. Sư Chân Trí có duyên cũng ở đây 20 ngày á thầy. Dạ. Dạ ở tại vì Chân Trí nghị lực của thầy đấy cao. Dạ. Đang tập bỏ nước luôn thầy. Giống sư Minh Tuệ luôn ạ. Thầy đang không uống nước luôn hả? Dạ. Không uống nước đang tập. Dạ đang tập không uống nước giống sư Minh Tuệ. Không, thầy cũng tệ mà uống nước mà. Dạ, ý là hình như lúc đi là không uống hay sao? Sau 12 giờ là không uống hả thầy? Dạ, không có biết nữa, nhưng mà tối thầy Minh Tuệ vẫn uống. Dạ. Thầy Minh Tuệ uống ít lắm. Dạ, đang sư Chân Trí đang tập bỏ nước luôn. Từ từ, nói chung các thầy đấy cao. Không, ý là của thầy Chân Trí cao lắm. Tại vì do là như vậy là có hôm á, thầy đi chung biết là thầy đấy lột da chân ra hết luôn, mà thầy đấy không có đi xe. Ai tính chở là thầy đấy không có đi đâu. Cái kỷ lực của thầy cao lắm. Dạ, thầy Chân Trí nguyện không đi xe, không xài điện thoại. Dạ. Cái đó thì chúng ta không nên. Thầy Trí thầy cái miệng cũng như vậy đó đúng. Con đây là con cũng phạm mấy lần, nói chung là nhưng mà không phải đi xe, mình chỉ ví dụ như đau quá thì mình trợ duyên, chứ mình còn khỏe là mình phải đi. Với lại đi xe như vậy là cái đường tu của mình nó sẽ chán tạ, nó cắt lại á. Nhưng là đi xe như vậy là bại tâm, mình không có đau ốm gì hết á, mà mình đi xe thì mình sẽ bại tâm, mình không bao giờ vượt qua được cái cảm giác được. Bây giờ thì tại chưa có được thân tâm kết hợp, chứ sau này tu thành thân tâm kết hợp rồi là nó không có đi xe. Bây giờ thân đang còn nặng nề quá, từ từ trục nó xuống còn cái tầm 45 kg, còn xương với da nó cốt lại, khi nào mà nhìn thấy mặt rút siêu chỉ còn xương trong cái tay, khi lúc đó là không còn tí thịt nữa, là lúc đó là không còn đi xe gì nữa. Con nhớ không có coi hiếp thầy, và thầy nói thầy uống đi thuốc quý, cái ai nói thầy phải cái đó thì tôi kệ thôi, sau này cũng không có giải thích. Nói chung là từ đây về sau là mình sẽ không có giải thích những cái vấn đề họ nó nghe nói mình, kể cả là bây giờ người ta có chửi mình thậm tệ đi nữa cũng không được đáp trả. Cái đó là cái gì mà sân hận, những người nói như vậy chắc chắn họ không phải là người tu luôn. Chứ nếu một người tu hành đó là không được nói người khác, kể cả một người nhân thường luôn mình cũng không được nói. Kể cả ngồi đang nói chuyện với các cô đây là, hay là ai đó đang nói chuyện mà có người đến họ ném đá hay là không được nữa, mình cũng phải mỉm cười. Cái đó mới gọi là mình tu hành. Bây giờ mình đã tu hành rồi mà mình còn sân hận nữa thì vô nghĩa. Cái đó là cái đó là không làm được cái điều đó nữa. Từ nay chúng ta buông bỏ hết rồi. Vấn đề cả thân. Mấy bạn muốn theo dõi sư, mấy bạn qua YouTube nha. Nhân Hòa ủng hộ anh ấy nha mấy bạn.